Madonna, sau nó chưa bao giờ là sốc chi cả. Tên của nó in game nào là sốc. Vâng, như vậy là trận đấu đã bắt đầu rồi. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Fnatic và Team Optic Gaming. Map thi đấu đầu tiên, map thi đấu Inferno. Xuất phát bên phía T-Side đang là Fnatic, trong khi đó thì Optic là người bắn bên phía CitySide trước. Và đây chúng đẩy mid đến từ viên Optic Gaming, đẩy cả ba Hana luôn. Đâu súng xảy ra, Mishpel có một mạng. Vâng, bây giờ Fnatic gặp khó, đẩy vào Leko đổi mạng nhưng Magit nào cũng Leko. Và bây giờ Magit đó là double kill cho Magit rồi. Vâng, nhưng bom nào được đi ra. Và bây giờ là tình huống thế này, một pha đẩy mid rất hay từ viên Optic Gaming. Giờ là tình huống thế này và đang có một smoke dành cho Primus. Một quả smoke có vẻ như nhặt được của đối phương, có vẻ như nhặt được. Và bây giờ thì các thành viên của team Fnatic họ đang quăng giữ mid bằng con Nick đẩy vào. Và bây giờ một bài cho Primus. Tiếp theo sau Primus đang đấu súng có một tiêu móc lầu à. Vâng, hai thành viên Fnatic đang bị quay trong bom. Như vậy là Primus đang cùng Primus rồi, đó là triple kill cho Primus. Vâng, bây giờ Alu đổi hướng map, có cái loot hay không đây? Alu có vẻ như chưa đoán được vị trí của Golden rồi. Vâng, Alu sẽ làm gì đây? Alu có vẻ như chưa đoán được Golden, chúng ta xem Alu xử lý như thế nào. Có liệu có là một tiếng cái loot thành công một cái này của hoàng tử Alu? Đoán được vị trí chưa? Đoán được rồi. Và bây giờ Alu, oh! Vâng, đó là Alu. Và đó là Alu, một cái này dành cho Alu. Hoàng thượng đã chứng minh đẳng cấp của mình. Mấy thằng What con và đang thấy kể thì tuổi gì thì bắn cái trận đấu này với cả Optic Gaming đây. 1-0 dành cho khách viên của team Optic Gaming. Đúng là phải khó, phải thật khó. Mấy tình huống dễ là Alu không thèm bắn đâu, nó cứ phải 1v2 này, nó mới đủ độ khó để cho Alu thể hiện tỏa sáng. Vâng, các bạn thấy một tình huống bắn quá tốt đến CreamZ, ba cái shot ở cho CreamZ nhưng cuối cùng thì vẫn không thể qua nổi mắt của Alu trong round đấu vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 1-0 cho team Optic Gaming. Và bây giờ thì các anh viên của team Fnatic sẽ có một round Punico. Và chúng ta thấy đây là một tình huống đẩy banana rồi, sẽ có một quả flash ném ra, sau đó 4 người tràn lên. Vâng, bây giờ thì các thành viên của team Optic nếu mà ép gần thì họ khả năng cao sẽ ăn quả flash này. Magit đang đứng vị trí ăn flash rồi, bây giờ flash sẽ ném ra, chúng ta chờ xem Magit có dính hay không. Vâng, đây chính là quả flash ném qua mái, nhưng vị trí của Magit gần quá nên lại không dính. Và chúng ta xem Alu cover cho Magit trong tiếng này như nào. Đây là một round Punico từ team Fnatic, flash ném ra rồi, Magit hơi chớp rồi, đây là hàng về để đội 1-2-3, 1-0-4 rồi. Và bây giờ Alu có được một round, vâng đó là double kill cho Alu và tỷ số là 2-0 để các thành viên của team Optic kia mình. Khá là dễ dàng cho Optic Gaming trong round đấu vừa rồi, 2-0 rồi. Vâng, vừa rồi là một tình huống mà cái quả flash ném thì chỉ có mù ở tầm xa thôi, Alu là người bị mù. Nhưng vừa rồi thì Magic Boy có một pha sấy, pha mát, ba cái shot có thể nói là cực kỳ nhanh. Tất cả những viên đạn đều găm vào đầu, không găm vào những vị trí khác. Và giờ thì Fnatic có một round pull buy. Trong khi đó thì Optic họ vẫn đang giữ hai khẩu UMP45 và MP9 từ round trước. Vâng, một pha tăng lên rất nhanh từ Fnatic, tràn hàng lên mid rồi. Crimson có một nhúng đẩy lên chiếm mid sớm, sau đó thì tăng vào khu vực nhà đen, khu vực lầu A đã được control bởi các thành viên của team Fnatic. Và bây giờ thì các thành viên của team Optic họ quyết định bỏ lầu A. Các bạn thấy đội hình đang là 3 người mid. Vâng, một góc stack như vậy, Mixwell được đồng đội stack lên một vị trí gần, một góc đấu súng. Đây là một cái góc đấu mà gần như Mixwell chắc chắn đã chết. Có đổi được mạng hay không lại là một vấn đề khác. Vâng, Mixwell chỉ có thể giết người và sau đó thì đổi được càng nhiều càng tốt thôi. Tuy nhiên một khẩu MP9 là một khẩu chỉ đổi tầm 2 mạng, rất khó để MP9 bắn vào giáp đầu mà bắn được chết được hai người. Bây giờ Mixwell quyết định đứng trong quả smoke mid đen. Vâng, một tình huống xử lý rất quái từ Mixwell, không ai biết Mixwell đây cả, lộ rồi. Mixwell nằm xuống một pha quá kinh nghiệm đến từ vị trí của Green Z. Và bây giờ Flusa bắt được Magic được cung bao sai về, Fiber cũng nằm xuống và bây giờ chiều lại một mình Alu ở cung bao sai về rồi. Vâng, bây giờ Alu bị áo hụt bởi Flusa và tỷ số là 1-2 cho Fnatic. Round thắng đầu tiên của Fnatic trên phía T-Side vừa rồi là một tình huống mà Mixwell bắn khá là quái, nhưng Green Z có một tình huống rất tỉnh. Vâng, Crimson còn pha rất tỉnh. Crimson nghĩ rằng đối phương có thể đứng cho quả smoke và ngay lập tức spam trực diện quả smoke, làm cho pha xử lý của Mixwell trở nên vô nghĩa và Mixwell mất người một cách rất lãng phí như tình huống vừa rồi. Một round đấu mà Optic quyết định cường mid nhưng không thành công. Và bây giờ thì có lẽ Optic họ nên bỏ cái mid này. Vị trí mid là một vị trí rất khó cường. Round đấu vừa rồi thì các thành viên của team Optic họ gặp một sai lầm, đó là họ không đẩy. Khi mà round đấu đó họ có một khẩu SMG, hai khẩu SMG, một khẩu đó là một khẩu MP9 và một khẩu UP45. Hai khẩu súng đó thì rất tốt để đẩy chứ không phải là để kê bom. Và cái việc Fnatic vừa rồi thì team Optic họ lại chọn cho mình nó là hai khẩu SMG để kê bom xe A. Và điều đó làm cho họ không thể thủ được A. AK đẩy lên bắn lợi hơn rất nhiều. Và đây là một round pull buy đến từ cách biên của team nữa, đến từ team Optic Gaming, một round up cố rồi. Chúng ta có thể thấy rằng HS đang phải bắn một khẩu CZ75. Magit và Alu vẫn đang là hai người canh B. Và giờ thì Fnatic họ đang lùi về bom xe B rồi. Full bom xe B chăng?
Magic đang còn quả lửa, Alu đang nhá để giữ bom, các bạn thấy Alu đang nhá ở giữa đường luôn. Rất cục cái từ Alu. Đấu skill luôn, bố với tay to có quyền. Ôi giời, bố với tay to. Hai mạng thành cho Alu rồi, đúng là tay to là anh có quyền thật. Giờ chuyển đồng đội về thôi và chúng ta xem. Magic đang chọn vị trí. Vâng, vị trí chưa lộ. Biển Magic chưa lộ. Magic nằm rồi. Vâng, Magic chết chay thì uống rồi. Bây giờ đặt bom thành công. Chưa có mạng dành cho Mixwell thì uống giờ đã qua 3v3. Lusa chỉ còn một máu thôi. Giờ sẽ làm từ retic bom đến từ cách biển của team Optic Game mình. Alu lại làm hai, và bây giờ như vậy là một tình huống nhìn không thấy đến từ vị trí của đối phương, như HS đổi được một mạng rồi. 2v2. Vâng, Flash ném ra khá điệu vì HS biết được một người. Bỏ qua smoke không thành công đến từ Firebird, và bây giờ chúng ta xem HS không được rồi, và tỷ số là 2 đều dành cho cách biển Fnatic. Một round đấu nữa mà, vâng, lại một round đấu nữa mà thành viên Alu lại làm hai với một pha di chuyển rất bất ngờ. Nhưng vừa rồi người mắc lỗi đó là Magis. Vâng, Magis mắc một cái sai lầm rất lớn, đó là Magis là người phản UMP45. Magis cần phải chọn một vị trí ở gần, nhưng Magis lại chọn cho mình một vị trí quá xa thì đúng rồi. Chạy vào cái cột đó là một cái vị trí bắn M40AK thì rất là hay, nhưng mà bắn UMP45 đứng đó thì không đẹp tí nào. Và bây giờ là một Red Beat, chúng ta xem đâu súng rồi. Đó là double kill cho Zeville, triple kill rồi. Vâng, bây giờ cover thì cầu Zeville nằm xuống về Firebird thì cầu đường đổi của bạn. Bây giờ là Alu lại headshot được cầu đường với cầu USB. Bắn rất tốt đến từ Alu, và tỷ số bây giờ là 3-2 cho team Fnatic rồi. Vâng, Alu đang có màn trình diễn có thể nói là khá tốt từ đầu trận đến giờ. Liên tục những round đấu có cho mình 2 mạng. Rất nhiều những round đấu mà Alu luôn luôn có cho mình 2 mạng đến 2 mạng. Và vừa rồi là một round Funico, và Alu vẫn có được một mạng một lần nữa. Với một khẩu USP tầm xa. Tỷ số là 3-2, và bây giờ thì Optic sẽ có một round full buy. Chúng ta thấy quả smoke vừa rồi, cái quả smoke canvas đó là quả smoke ném che cuối chuối. Đây các bạn sẽ được nhìn thấy cái quả smoke đây, nó nổ ở đây. Rất khó chịu quả smoke để cho đối phương mất vị trí để đứng. Tuy nhiên thì thành viên của team Optic họ vẫn rất lì lợm, nếp ném vào rất nhiều. Alu mất có 50 máu thôi, nhưng Magit thì chỉ còn 35 máu thì hư rồi. Ba quả nếp ném ra. Và thành viên team Optic thì họ vẫn đang giữ khu banana. Bây giờ thì họ có vẻ như họ sẽ muốn đẩy ra hay không. Vâng, 3 người ở bom xe B rồi, có vẻ như sẽ đẩy ra, và chúng ta xem một tình huống kêu họp đến từ JW. Vâng, bây giờ nhá ra và ngay lập tức Mixwell nằm xuống. Vâng, đó là tình huống kêu họp. Và bây giờ thì Magis đổi được một mạng của Lusa, và chúng ta hãy xem Alu vẫn đang nấp rất kín, và bây giờ có Flash trả ra rồi. Vâng, JW tăng vào, Magis có đồng kêu rồi. Alu hạ gục JW, và bây giờ thì Alu bị hạ gục bởi Leco rồi. 3v2, nhưng bây giờ thì Magis thiếu máu rồi. Vâng, đang tiến hướng back về, và có Purify bớt hay không? Purify cần phải Purify thứ này, và Purify bắn yếu được Leco rồi. Giờ là tiến hướng 3 với này, cần phải back về cùng bom xe A rồi. À, quay back về bom xe B, nhưng bom vẫn chưa vào B. Người cầm bom đó, Green Jet vẫn đang cây móc ở Banana, khiến cho cái viện Optic Gaming họ vẫn đang giữ một người A. Vẫn còn HS đang là người solo A, các bạn thấy. Và bây giờ thì có vẻ như Green Jet sẽ vào bom rồi, nhưng đây là một tiến hướng vào bom chậm. Và team Optic Gaming họ vẫn chưa protect về toàn bộ. Và chúng ta hãy chờ xem, bây giờ Kirin Z sẽ cố gắng pick người. Ơ, cái gì vậy? Kirin Z vừa bị bắn bởi Leco thì phải. Và bây giờ thì bom đã thành công, và cách biệt Fnatic biết điều này. Một pha đục nữa, nhưng lần này thì chưa có mạng, mà chúng ta xem 3v2. Hai thành viên Fnatic, nhưng bây giờ thì Firebird bị áo bởi Kirin Z rồi. Một tình huống di chuyển hơi non đến từ vị trí của Firebird khi mà đối phương có. Và giờ chỉ còn lại một tình huống 2v2 thôi. Lợi thế mất, và bây giờ thì Kirin Z có double kill. Hai người đều yếu máu, và chúng ta xem HS sẽ làm gì. Vâng, Kirin Z đang người có. HS liệu đã lộ tiếng chưa? Biển HS đang bắt đầu nhá ra. Và chúng ta xem HS. Và HS bị headshot bởi Leco, một góc đứng rất khó chịu. Lại một lần nữa thì bom sai B lại bắn tốt, nhưng các viên của team Optic Gaming vẫn thua ở những pha xử lý cuối cùng. Những tình huống retake bom cuối cùng của team Optic Gaming đều là rất tệ. Và những tình huống retake cuối cùng thường họ còn không đổi được người. Và tỷ số bây giờ thì các bạn đều thấy đó là 4-2 dành cho Fnatic rồi. Rõ ràng kinh nghiệm Fnatic đang hơn rất nhiều. 8 mạng dành cho Alu và 7 mạng dành cho Magis. Trong khi đó thì bộ 3 bóng xe A mỗi người có cho mình 1 mạng mà thôi. Vâng, tỷ số đang là 4-2. Và bây giờ thì các thành viên của team Optic Gaming họ đang... Vâng, lúc đầu thì họ định đẩy B, nhưng với cái quả smoke khó chịu này thì khiến cho Optic Gaming không thể chiếm được Banana. Họ chỉ giữ lại ở khu vực đầu Banana thôi. Và giờ thì Flusa vẫn luôn luôn là người kê móc. Các bạn thấy ở đội hình Fnatic luôn luôn có một phong cách, đó là Flusa sẽ là người kê một đường, trong khi đó bốn thành viên còn lại sẽ có nhiệm vụ đẩy đường còn lại. Đây là một cái tactic default khá là cơ bản và gần như rất tất cả các team đều đang sử dụng. Đấy là một cái lối chơi mà gần như tất cả các team đều sử dụng. Bây giờ bắn đến 3 con đích tờ rồi. Vâng, đổi súng với nhau, và bây giờ chúng ta chờ xem. Nhìn thấy rồi, HS vừa bị bắn yếu, và bây giờ JW đang hơi liều mạng. Chúng ta xem dễ biểu sai âm mình của dễ biểu ngay tức bị trả ra. Leco đổi một mạng rồi, vâng, hết đạn. Và bây giờ thì đối nhảy ra, nhảy qua smoke, và chúng ta xem cô đừng có một trước khi nằm số 7 Mixwell.
Vâng, bắn cục quá đáng. Và bây giờ Pixel có đâu kêu rồi. Vẫn còn một người ở đó, Kim Ghép là không nhặt được súng rồi. Như vậy là có một mình Alu nhặt khỏi AK rồi. Alu đang có giáp. Và giờ thì Alu có các năng mình đẩy vào hay không? Vâng, Alu. Và bây giờ Alu hạ gục thành công của Lusa. Bom rơi rồi. Và chúng ta xem Alu đang trốn rất kỹ như này. Chưa nhặt được bom. Có một cú make up lên rất đẹp đến từ vị trí của Magis. Magis đang đứng mid và chúng ta xem Alu nấp rất kín như này. Bây giờ Alu không nhòi ra, cố gắng nhặt bom. Chúng ta xem Kim Ghép đã gây rất nhiều tiếng. Và bây giờ tiêu xuống rồi. Vâng, bây giờ Alu đang xuống rồi. Tiếp theo thì đó là triple kill cho Kim Ghép. Không phải, đó là double kill. Một pha clutch thành công đến từ Kim Ghép. Các bạn thấy đẳng cấp của Kim Ghép vẫn là quá tởm. Vừa rồi là một tình huống mà Kim Ghép bắn một người và lắc tâm ra giết Alu luôn. Một pha xử lý có thể nói rất hay từ vị trí của Kim Ghép. 5-2 cho Fnatic rồi. Và Fnatic vẫn đang còn rất nhiều tiền. Vừa rồi là một round thua hơi đáng tiếc của team Optic Gaming. Tỷ số với anh là 5-2. Chúng ta xem tình huống này. Vâng, bây giờ cái gì vậy? Thanh niên Mixwell quyết định lên cho mình một khẩu AUG chứ không phải là một khẩu họp. Và một quyết định có thể nói là khá bất ngờ từ Mixwell. Bây giờ thì quả nết. Ui ui, đau đau đau. Ôi đau. Vừa là một tình huống đến nết và ta mình spray đến từ vị trí của Bagis Boy hai cái sọ. Ném quả nết thì đá thịt bẹ và gần chết rồi. Mà cuối cùng một sấy còn hai cái đầu trong tình huống rồi. Và bây giờ chúng ta xem smoke. Đó, một quả smoke và bây giờ Zeril đang qua cũng lấy lại lợi thế bên người. Nhưng rất khó tình huống này. Bagis Boy có một tình huống bắn quá tởm. Tham minh là cực kỳ chuẩn xác. Bom xe B đang bắn khá là hay. Rõ ràng là như vậy, Alu Magic Boy đang tỏ ra chắc chắn ở khu bọc xe B. Và bây giờ Fnatic bắt buộc đánh A thôi, chúng ta đã xem. Vâng, sẽ làm dùng đánh A, bò ra từ vị trí của Leco. Leco đặt tầm trên góc rất chuẩn xác. Và bây giờ Leto có vẻ như nghe đến vị trí của HS rồi. Chúng ta xem Leco, HS đang nhoi quá đà rồi. HS cần phải bắn chắc hơn ở vị trí pit trong cái round này. Và bây giờ trong bom đang có Firebird, Firebird đang bò ra. Chúng ta thấy Firebird có nhìn thấy gì không? Vâng, Firebird đang bắn cũng khá là mạo hiểm. Và bây giờ Firebird quyết định ném bom lên. Như vậy là đó là khoảng 40 giây lộ tiếng rồi. HS chắc chắn đã nghe đấy. Đây là một góc kê các bạn thấy. Và giờ thì có vẻ thì Fnatic họ sẽ quyết định nhảy pit. Bắn vẫn đang là một pit đến từ vị trí của HS. HS cần phải úp mặt để trốn tránh flash trong round này. Đây là một tình đánh bom xe A rồi. Và chúng ta xem cầm AU kéo ra. Ôi 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 giời ơi, dễ vãi luôn. Vâng, giờ thì JW đổi được một mạng của Firebird rồi. Nhưng lộ vị trí và thời gian là không đủ cho JW. Vâng, chắc chắn JW sẽ không muốn cống như vậy. Quyết định nhường cho đối phương vào họp chăng? Không phải rồi, JW quyết định xếp súng rồi. Mixwell đã nghe thấy điều này. Chúng ta xem Mixwell. Như vậy là JW chạy rất nhanh. Mặc dù thể hình có vẻ hơi to nhưng rõ ràng là khả năng di chuyển chạy chỗ của JW là cực kỳ tốt. Và tỷ số bây giờ là 3-5 dành cho thành viên của team Optic Gaming. Rõ ràng là trong trận đấu ngày hôm nay Optic họ liên tục có những tình huống perfect thành công từ sớm. Nhưng sau đó thì họ vẫn để thua. Đó là cái đặc điểm Optic đang thể hiện. Và bây giờ thì một round đấu nữa. Nhưng lần này thì Optic họ đã côn bản trình diện tốt hơn rất nhiều. Đây là một tình huống spam các bạn thấy. Thực ra là thằng Miris Boy đây là một tình huống nó spam qua smoke. Chứ nó không hề nhìn thấy đối phương. Nhưng mà cái timing của nó rất chuẩn. Và bây giờ thằng Mixwell có một tình huống timing nữa. Khi bộ đôi của Leco với Kim Ghép vừa cùng nhau quay lưng để đẩy vào bom xe A thì bị Mixwell đẩy ra. Và tỷ số bây giờ là 3-5. Và chúng ta hãy chờ xem. Đây là một round đấu nữa và Fnatic vẫn trung thành cái lối chơi của mình. Các bạn thấy Fnatic luôn luôn có một cái lối chơi rất là đơn giản. Họ hold chắc và họ sẽ hold pick dần dần. Và bây giờ định bò qua smoke. Đây là một đứng trong smoke bắn theo tham minh từ JW. Không thành công rồi. Vâng, các thành viên của team Optic họ vẫn đang quán control mid. Nhưng bom ở của họ bây giờ đến thời điểm tại không còn nhiều. Chúng ta có thể thấy họ đang gần như hết sạch bom. Chỉ còn lại một mình đó là HS đang là người còn full bom thôi. HS đang là người duy nhất còn full bom. Mixwell không còn nhiều bom. Firebird cũng vậy. Vâng, Mixwell, Firebird thì chỉ còn lại một quả flash thôi. Trong khi đó thì Alu đang là người solo B. Alu đang bắn solo B với một khẩu M4 và không hề có một quả bom đâu cả. Vâng, có vẻ như Optic họ đang hơi mạo hiểm. Thì này nếu là một dùng đánh B chạy nhanh thì mình nghĩ khả năng là cao là Optic sẽ thua. Còn nếu đối phương đánh A thì Optic sẽ còn cơ hội. Vâng, đây là một round đấu mà các thành viên của team Optic họ đang đánh một canh bạc. Alu ở bom xe B không còn một quả bom nào cả. Và đây là một dùng bắn cương skill rồi. Mixwell đang chọn góc đấu súng. Bây giờ chúng ta xem Mixwell. Vâng, đây là một tiếng kéo zoom vào sai tham minh một lần nữa. Và bây giờ Mixwell gục được JW rồi. Đổi được một mạng đến từ Golden. Vâng, chúng ta xem đi qua smoke rồi. Và bây giờ Magis Spa gục được Golden. Giờ tiếng ngã 3v3. Chúng ta xem đẩy vào bom đến từ vị trí của Leco. Beat vẫn còn một người. Không biết rồi. Và bây giờ Magis có 5 kill rồi. Và Firebird đẩy ra đi. Magis có triple kill. Không phải, đó là một mạng của anh cho Firebird. Và bây giờ thì Magis có cho mình triple kill. Và tỷ số là 4-5 này cho team Optic Gaming. Vâng, như vậy là 4-5 này là Optic Gaming rồi. Vừa rồi là một tình huống trốn có thể nói rất kỹ từ vị trí của Firebird.
nhưng thực sự công lớn nó thuộc về thanh niên Magis. Vâng, thanh niên Magis có một tình bắn toàn mặt vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 4-5 và có vẻ như đến lúc này thì Fnatic đã bắt đầu yếu tiền rồi. Và đây sẽ là một cái round đấu quan trọng dành cho các anh viên của team Optic Gaming. Vừa rồi là những cái round đấu, hai round đấu liên tiếp và chúng ta thấy rằng là Magis đang tỏa sáng trong trận đấu này. Và một trận đấu mà các thành viên của team Optic sau một vài round đấu mắc lỗi thì bây giờ họ đã bắt đầu tìm lại được cảm hứng của chính mình rồi. Các bạn thấy ông Golden là người ngồi giữa và cũng chính là captain hiện tại của team Fnatic. Golden là player mới vào team nhưng ngay lập tức anh thay thế vị trí captain của Flutstar, một player trẻ. Golden hiện tại đang là 23 tuổi. Và tỷ số là 5-4 và đây là một round eco và chúng ta xem một pha perfect thành công đến từ Mixwell. Vâng, thời điểm hiện tại thì không phải Alu là offer chính của team Optic mà bây giờ thì Mixwell mới là offer chính. Thực ra thì nếu mới nói về khả năng tỏa sáng thì Mixwell cũng có khả năng tỏa sáng rất là cao. Và đặc biệt là Mixwell nó có một cái mà thằng Alu không bao giờ có, đó là tính ổn định. Các bạn thấy rằng là Mixwell nó bắn rất ổn định hơn là Alu rất nhiều. Thằng Alu thì mình nghĩ là Alu là một thằng bắn có lúc thì nó bắn rất là kinh, mà có lúc thì nó bắn rất là tệ, nó không có tính ổn định cần thiết. Và bây giờ là một tình huống, vâng, Alu với cả Magis chuẩn bị sẽ xây. Chúng ta sẽ xem bây giờ bò vào rồi. Alu nhìn thấy một cái chòm đầu rồi. Vâng, bây giờ thì Magis đang được đưa vào vị trí đẹp hơn. Chúng ta xem đấu súng của Magis có một bạn rồi. Bây giờ thì Magis có 5 kill không phải đó bạn Alu. Alu có 5 kill và Magis cũng vậy. Bò xây B đang bắn quá hay. Vâng, Fnatic thậm chí còn không bước chân được vào Banana, cứ bước chân vào Banana là mất người. Đây là một trận đấu mà bộ đôi Alu với cái Magis Boy là bắn cực kỳ hay. Một thanh niên bắn theo cái phong cách tay to và một thanh niên bắn theo phong cách rất là dị. 14 frag dành cho Magis rồi và Alu có 11 mạng. Trong khi đó Firebird HS trong trận đấu này có vẻ như chưa được thi đấu nhiều. 2 chết 7 dành cho hai anh niên còn lại. Và đây là một tình huống quáng phất bích nữa đi từ Mixwell tràn chiếm Banana rồi. Chúng ta xem Black ném ra rất nhiều, bây giờ đâu xuống rồi. Một mạng cho Magis nhờ, bố mẹ không được đâu. Vâng, bây giờ thì các bạn thấy một tình huống phi cục với cầu mát 10 không thành công. Nhưng bây giờ Mixwell đổi được một mạng của JW, một pha đẩy mid không thành công đến từ vị trí của Mixwell. Bây giờ thì chúng ta chờ xem. Vâng, các anh viên của team Optic Gaming họ vẫn giữ được bóng xe B. Bóng xe B vẫn bắn rất tốt. Bộ đôi bóng xe B đó là Alu và Magis vẫn đang tỏ ra rất xuất sắc. Bởi vì Alu đã bị đục quần, vâng, Alu đứng quyết định đục lại. Quyết định khá mạo hiểm, có vẻ như bom được cầm về A. HS đang là người giữ mid trong round này. Vâng, chúng ta xem HS lộ tiếng rồi. HS quyết định lùi về bắn 2 mid nhà đen, bỏ không có connector luôn. Và đây là một tình huống bắn 1 trong bom và 1 pit đến từ các điểm team Optic Gaming. Trong đó Optic vẫn đang trung thành đội hình 2B, họ không hề có ý định back về bom xe A. Vâng, như vậy là họ đang tin tưởng vào hai bom xe A có thể làm được điều gì đó. Và chúng ta hãy chờ xem. Rất khó để hai bom xe A có thể bắn được trong round này. Nhưng thực sự bách về cũng là khá khó. Các bạn thấy khi mà T-Side mất một người và CD-Side mất một người thì rõ ràng T-Side là người lợi hơn. Tại vì khi mà 4 đánh 2 ở trong offside dễ hơn so với 5 vết đánh vào 3. Và bây giờ thì bắt buộc bách về từ Magis rồi. Không ai kê connector cả. HD đang chọn một vị trí khá mạo hiểm. Chúng ta xem đứng hai trong bom đến các anh viên rồi. Một mạng cho HD rồi. Bây giờ HD có 5 kill. Chứ vâng, không ai bắt đổ được mạng Lego. Và bây giờ Firebird. Vâng, như vậy Firebird nằm xuống với Krimiet rồi. Krimiet chờ 7 máu rồi. Vâng, bây giờ Krimiet bắt buộc nhặt bom. Đặt bom người đến từ Krimiet. Đặt bom vách một nhịp rồi. Vâng, cái việc thì Optic họ vẫn đang rất bình tĩnh. Họ biết rằng Krimiet yếu máu. Và bây giờ Krimiet đang di chuyển trong bom. Như vậy chưa lộ trí rồi, đặt vách một lần nữa. Và bây giờ Krimiet đã cùng Fang hit rồi. Và chúng ta xem Alu là người chiến thắng cái tình huống đấu súng này. Vâng, Alu vẫn đủ kinh nghiệm và tỉnh táo trong pha xử lý 1v1 cần thiết. Và tỷ số bây giờ là 6-5 dành cho các thành viên của team Optic Gaming. Vâng, Optic đang có một màn comeback tuyệt vời ở cái map thi đấu Inferno này. Vừa rồi là một tiếng bắn rất tốt đến từ thanh niên HS. Firebird cũng đổi được một mạng. Vâng, một tình huống 2v4 và các anh viên của team Optic Gaming họ giết 3 và họ bắn yếu một người. Rõ ràng là tình huống 2v4 vừa rồi thì Optic họ đã làm cho đối phương bất ngờ với cái tactic bỏ pit. Vâng, bây giờ thì các anh viên, đây là một tình huống ném lửa lỗi rồi, nhưng Golden vạ gục được Alu. Vâng, thanh niên Alu trong một lần hiếm hoi ra bóng xa. Cái lộn gì vậy? Cái gì vậy? Optic làm gì trong round đấu vừa rồi vậy? Một lần hiếm hoi mà các anh viên của team Optic Gaming cử Alu sang A thì ngay lập tức họ phải trả giá. Có vẻ như là Alu chỉ phù hợp với mảnh đất ở bom xe B thôi. Và giờ thì Optic họ quyết định phải bắt buộc phải bắn 2A trong tiếng này rồi. Vâng, đây là một round đấu mà các anh viên của Optic họ thậm chí có giáp. Họ có 3 người có giáp và bây giờ họ có một khẩu M4 và một khẩu AK. Liệu team Optic có phải trả giá trong round đấu này hay không đây? Một cái round đấu mà sai lầm đến từ Alu và sau đó thì lại đến lượt HS. Một tình huống HS cố định không cho đối phương nhặt súng, nhưng cuối cùng thì HS lại thành ra là tặng cho đối phương thêm một khẩu súng nữa. Và chúng ta hãy chờ xem bom xe A đã được canh bởi Firebird và Magis.
vẫn còn thanh niên Magis thì rõ ràng là vẫn còn hy vọng. Magis là một thanh niên bắn theo kiểu tay to và chúng ta hãy chờ xem. Bây giờ Magis vẫn còn quả nết nữa, chuẩn bị bắt đầu tràn lên đến những cái viên Fnatic chiếm được mid rồi. Vâng, đây là chiếm mid, quả nết ném ra rồi và bây giờ Fiverr có được một mạng. Fiverr nằm xuống với cầu đường rồi. Bây giờ Magis đang sấy, Magis đổi được một mạng trước khi nằm xuống với Kringhead. Vâng, tỷ số bây giờ thì chắc chắn sẽ là 6 đều dành cho các viên của team Fnatic rồi. Một round thua quá tai hại dành cho team Optic Gaming. Một lần hiếm hoi Alu chuyển sang bắn ở khu bom xe A và Alu chết ngay từ rất sớm trong tình huống vừa rồi. Có vẻ như Alu chỉ hợp với bom xe B mà thôi. Bây giờ thì Mikwell sẽ có một tình huống xếp súng. Đây là một trận đấu mà tài năng trẻ HS vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, trừ cái pha sấy trong cái round đấu trước đó. Còn lại thì mình nghĩ rằng là sự thể hiện của HS đầu trận giờ đang là khá nhạt nhòa. 409. Các bạn thấy cái con số 409 nói lên một điều, đó là HS thậm chí kiến tạo cũng rất ít, có nghĩa là những tình huống mà HS chưa có một tình huống nào bắn yếu được đối phương, chưa có một tình huống nào bắn yếu được đối phương để cho đồng đội kết thúc cả. Và tỷ số bây giờ là 6 đều và các anh viên của team Optic Gaming sẽ vẫn đủ để pull bài thêm một round đấu nữa. Vâng, một round đấu lên 2 op dành cho các anh viên team Optic Gaming rồi. Và sau cái round đấu chết chay vừa rồi thì các thành viên của team Optic họ đồng ý cho Alu lên một khẩu op để bắn bom sai B. Như vậy là các anh viên Optic họ sẽ bắn 2 op trong round này. Chúng ta hãy chờ xem. Đây rồi, một tiếng ống đẩy nhanh đến từ vị trí của Golden Trang. Alu đang góc kiểu op khá đẹp. Vâng, bây giờ thì Leiko có vẻ như vừa trúng lửa. Bây giờ thì Alu như vậy quả lát là khá tốt. Các anh viên của team Fnatic họ vẫn đang quang chiếm. Chúng ta xem Alu vẫn đang chọn một góc. Đây là một góc ăn nết nhưng góc này góc đứng đẹp và bây giờ Alu nhìn thấy rồi. Chúng ta chờ xem Alu đã nhìn thấy đối phương. Bây giờ Alu liệu có đục hay không? Magis đang bắn cường gần. Alu cần phải có tình huống cover thứ này. Trong khi đó thì các viên Fnatic họ gây áp lực lên cả khu mid luôn, không chỉ bom xe B và cả mid cũng đang gây áp lực lên rất nhiều. Chúng ta xem Mixcrow đang cố gắng phất pick một tình huống kéo off theo tham mình từ Mixcrow. Và bây giờ dây blue, đó là tình huống bắn trượt từ Mixcrow rồi. Rõ ràng những tình huống bắn off của Mixwell đã quá cơ bản. Và bây giờ thì Alu bắn yếu một người rồi, đó là Blusa. Vâng, Magis có gì đâu, Magis là một Golden. Blusa yếu máu lắm rồi. Vâng, bây giờ thì smoke được trả ra để cho đồng đội chạy về. Và Magis có đâm kiểu Blusa thì chỉ còn 17 máu thôi. Bom Side B đã bắn rất hay trận đấu này. Magis Boy vẫn là biểu tượng của team Optic Gaming đến thời điểm hiện tại. Và chúng ta hãy xem, bây giờ Magis đang chọn góc cường skill rồi, nhảy trượt đến từ vị trí của Magis. Nhưng có một khẩu op kê trực diện đến của Alu thì bom xe B sẽ chắc chắn hơn rất nhiều. Vâng, bom xe B đang có op và bây giờ các anh viên team Fnatic quyết định đánh bom xe B. Vâng, một tình huống một mình Kringhead gây áp lực ở mid và sau đó lùi về cục bom xe B. Đây là một góc đứng op cơ bản, không phải cơ bản mà đây là một góc đứng op chuẩn của Alu, nhưng bắn trượt một tình huống này thì Alu khả năng cao sẽ nằm luôn. Trong đó Magis đã yếu máu rồi, Flak ném vào bia thì Alu. Vâng, như vậy Alu nằm luôn bởi Zeblu rồi, còn lại một mình Magis rồi. Vâng, Magis đã lộ tiếng trước và bây giờ Magis nằm xuống với Zeblu, double kill bom xe B tủng. Một tình huống bắn op mạo hiểm không cần thiết đến từ Alu trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng là như vậy, Alu tình huống rồi nhưng tình huống bắn op rất mạo hiểm. Tình huống đó bắn trượt là chết luôn, trong một tình huống 5v3 thì không nên làm như vậy. Và chúng ta xem Firebird nằm xuống với Zeblu rồi. Một tình huống mà Firebird không nghĩ rằng Zeblu đứng ở đó. Bây giờ là tình huống 2v3. Mixcrow và HS đang có những cố gắng và chúng ta xem Mixcrow sẽ làm gì đây. Bây giờ thì Mixcrow bị AU bởi Pulusa. Trở lại một mình HS rồi. HS đang đứng ở Banana và bây giờ HS quyết định xếp súng rồi. Tỷ số bây giờ là 7-6 dành cho các viên của team Fnatic. Vâng, vừa rồi một lỗi đến từ Alu. Magis Boy có double kill rồi, nhưng cuối cùng thì Alu lại chọn một vị trí không hợp lý. Vừa rồi nếu mà Alu nó đứng ở trong hốc tối nó hay hơn rất nhiều. Đứng ở cái vị trí đó là một cái vị trí chỉ first pick thời điểm đầu thôi, còn tham minh thì người ta sẽ không đứng ở đó nhiều. Tại vì vị trí đó là một vị trí không an toàn ở khoảng thời gian tham minh. 7-6 dành cho anh viên Fnatic. Và bây giờ thì Optic họ liệu còn tiền hay không? Mình thấy nghĩ rằng Optic thời điểm hiện tại đã yếu tiền rồi và họ sẽ không ra Funico thôi. Họ đang còn một súng và đây sẽ ra Funico để ra sau có thể full buy bình thường. Và chúng ta có thể thấy rằng các viên của team Optic round sau thì là last round rồi, họ vẫn đang lên những khẩu P50 và Deagle. HS là người duy nhất có một khẩu M4 và HS cần tỏa sáng cho round này. Vâng, HS được chuyển hộp khẩu sang bom Sai B và HS sẽ bắn cặp với cả Magis. Trong khi đó bom Sai A thì Alu đang là người bắn bom Sai A. Vâng, Alu đang đứng ở đâu đây? Như vậy đứng ở nối. Chúng ta xem HS đang lộ khá nhiều tiếng rồi. Và bây giờ HS đang solo một Flusa nằm xuống với HS rồi. Bắn tay rất to từ đây HS và quyết định bắn cục luôn ở khu Banana. Và chúng ta xem HS. Và bây giờ thì đó là double kill cho HS rồi. Vâng, bây giờ Kim Z đổi được một mạng Mixwell. Bom Side B vừa mất một người. Bây giờ Private cần phải giữ mid.
Private cần phải giữ mid, bèn đẩy Banana luôn. Có súng rồi, hai súng đàng hoàng. Vâng, thêm một khẩu nữa đâu, phải có ba súng mới đúng nhỉ. Và bây giờ chúng ta thấy HS đang đẩy. Như vậy HS có nghe đối phương không? Bom đang được lên lầu rồi. Bây giờ các thành viên của team Optic họ đang chiếm những vị trí khá đẹp, nhưng Leco đang là một vị trí quan trọng. Vâng, vị trí của Leco đang là rất quan trọng. Và bây giờ thì Smoke bắt đầu ném ra, Private đang gắng giữ mạng tiếng này. Bom đã được đặt thành công rồi. Và bây giờ HS liệu có check vị trí của Leco không? Leco ngóc kê rất đẹp. Và bây giờ chúng ta xem HS thì yếu máu rồi. Và bây giờ HS hết nằm xuống với Leco rồi. Bây giờ Leco đẩy ra, xây và Lu bị hụt. Vâng, Leco vào bắn rất hay. Và đó là triple kill cho Leco rồi. Và bây giờ thì chuẩn bị, đó là quà đã kill hay không? Không phải. Và JW là người kết thúc được Firebird, đem về round thắng thứ 8 cho các thành viên của Fnatic. Rõ ràng là team Optic họ phân tích rất tốt, nhưng sau đó thì họ luôn luôn để thua ở khoảng thời gian sau. Khi mà họ có lợi thế người thì họ lại không biết làm gì. Đó là một cái đặc điểm thường xảy ra với những team mid hoặc là những team trẻ. Và đây là một team trẻ. Và các bạn biết rằng là trẻ thì thực ra là team Optic không phải là team quá trẻ. Mà thực ra đây là một cái team họ mix 5 người với nhau, 5 quốc tịch khác nhau. Thế nên cái việc mà team quốc của họ vẫn chưa được tốt như dự kiến. Và thực sự thì khả năng xử lý cá nhân của team Optic so với cả Fnatic cũng đang là khá kém. Vâng, nhảy qua Smoke luôn, flash luôn. Và một mạng dành cho Blue Jet ngay tức Firebird có cho mình 5 kill. Bởi Firebird nằm xuống với W rồi. Bom xe hạ thủ, một tiếng mặt cường mid không thành công đến từ các viên của team Fnatic. Vâng, một tiếng cường mid và họ mất rất nhiều người, mất 3 người chỉ đổi 2 thôi. Việc Plusa được Biter, Plusa lộ tiếng rồi, Alu rất quái tiếng rồi. Vâng, các bạn thấy Alu tiếng rồi dừng lại để cho Plusa check, xong bắt đầu với móc ngược lại đối phương. Một pha xử lý có thể nói là khá bất ngờ từ Alu. Và bây giờ JW sẽ đối đầu Magis, Magis. Vâng, như vậy là hết cơ hội cho team Baltic Gaming trong round này rồi. Tỷ số bây giờ thì có lẽ sẽ là 9-6 rồi, Alu lộ tiếng. Và Plusa đang góc kê trước rất đẹp, và chúng ta chờ xem Alu không hề nghĩ Plusa ở đây và có mất chim hay không. Ui chém bố mày á, không được đâu. Vâng, một tình huống chém dao rất nhà quê đến từ Plusa. Vâng, tình huống chém dao rất nhà quê. Và bây giờ Alu có đâu kêu rồi, không được rồi, tình huống rồi. Alu không nghĩ rằng còn một người pit, nếu tình huống rồi Alu nghĩ có một người pit quay vào bắn luôn thì có khi là các viên Optic Gaming lại giành chiến thắng trong round đấu vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 9-6 dành cho Fnatic rồi. Vâng, 9-6 dành cho các thành viên của team Fnatic. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với round đấu Pistol cực kỳ quan trọng. Nếu mà các thành viên của team Optic họ ăn Pistol thì họ vẫn còn nguyên cơ hội trận đấu này. Vâng, đây là một trận đấu mà rất nhiều lần Optic Gaming có lợi thế hơn người, nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn thua trong những cái round đấu đó. Hơn người có vẻ như không làm một điều có lợi dành cho thành viên Optic Gaming. Họ không tận dụng được ở những cái tình huống hơn người, sau đó thì họ tận dụng không tốt. Họ có những cái quyết định có thể nói là hơi mạo hiểm, và họ phải trả giá bởi những quyết định đó. Mình nghĩ rằng Optic họ cần thi đấu thêm một thời gian nữa thì họ sẽ tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết. Thì Optic thời gian tới sẽ là một team khá mạnh. Vâng, trận đấu sẽ trở lại trong 1 phút nữa. Và các bạn thấy đấy, một tỷ số 9-6. Không phải là vì Optic thi đấu không tốt, mà vì Optic họ thua ở những khoảng thời gian quan trọng rất nhiều. Thì uống 2 Clut 2v3, hay là Clut 2v3, thì uống 3v3, thì uống 5v3 hay 4v3, thì team Optic Gaming họ để thua rất nhiều. Và điều đó khiến cho họ chỉ có cho mình 6 round thắng mà thôi. Và đây là cái bảng tổng sắp ở vòng bảng vừa rồi. Fate Clan có 13 điểm, Hellraiser với Fnatic bằng điểm nhau. Nhưng mà Hellraiser không biết là nó tính theo hiệu số phụ hay là thành tích đối đầu. Hình như là thành tích đối đầu. Hellraiser hơn Fnatic là thành tích đối đầu. Trong khi đó thì Optic Gaming thì cũng vậy, đứng trên Midfit nhờ thành tích đối đầu trực diện. Optic thắng Midfit. Ở cái bảng B ấy, thì thắng Optic này cũng đặc điểm là nó thua đúng hai team mạnh. Đó là Nip, là nhầm, Nip không phải team mạnh, là nhầm. Nó thua đúng hai team được đánh giá cao ở trên bảng xếp hạng Ngắt LTV, đó là Nip và SK Gaming thôi. Còn lại tất cả những cái team còn lại ở khu vực Bắc Mỹ thì với cả châu Âu như North, Nổ các kiểu thì bọn Optic nó đều thắng hết. Nó thắng hai team Bắc Mỹ và thắng North, nó có 9 điểm.
Vâng, như vậy là trận đấu chuẩn bị được tiếp tục rồi. 6-9 và các thành viên của team Optic họ vẫn còn cơ hội. Đặc biệt là mọi người biết rằng cái map Inferno thời điểm lại nó không phải là một map CD side, mà đây thực ra là một cái map T side thì đúng hơn. Vâng, như vậy là các thành viên của team Optic họ đang sử dụng tactic đơn giản, đẩy mid luôn và bây giờ JW có một bạn Walu rồi. Một tình huống biter Walu như thằng JW đã quá quái đúng rồi, bây giờ tràn luôn bom xe. Leko có một mạng rồi. Vâng, bây giờ thì sao? Vâng, bây giờ Leko chịu đâm kill, Leko nằm xuống, JW có đâm kill rồi. Bây giờ JW có triple kill, không đặt được bom rồi. Vâng, đến tình huống này khó đặt bom khó, và bây giờ thì cuối cùng thì Mixwell đổi một đại trích nằm xuống với JW với tỷ số là 16 cho Fnatic. Một tình huống mà rõ ràng thằng JW nó bắn quá quái tình huống vừa rồi. Một mình thì JW nó làm 3. Vâng, tình huống rồi. JW chính là cái tên khiến cho các thành viên của team Optic Gaming để thua round này. Một round đấu mà team Fnatic chủ động bắn 3B, 2A. Optic cũng có một cái quyết định khá là bất ngờ, đó là đẩy thẳng 4 mid. Nhưng cuối cùng thì một mình từ JW đã làm cỏ gần hết đội hình của team Optic Gaming. Và bây giờ Optic sẽ có một round up cố và JW đang có một khẩu M4 rồi. Sau cái round làm 3 vừa rồi, JW đã đủ tiền lên M4 trong round này. Và chúng ta chờ xem các anh viên của team Fnatic họ sẽ làm gì đây. Trong cái đó thì Optic họ vẫn đang bắn rất chậm, vẫn là những tình huống check từng góc một. Các bạn thấy bắt đầu chiếm lầu đến từ các anh viên team Optic Gaming. Trong đó Leko đã bắn khá cường, như vậy Alu và di chuyển hơi ngáo và bị đối phương cấu mất 50 máu không cần thiết trong tình huống vừa rồi. Một tình huống timing của smoke vừa bắt đầu nổ và thường đối phương sẽ purify. Và bây giờ thì một tình huống chiếm lầu, ngay lập tức Optic Gaming họ lùi về B, nhưng bom xe B vẫn đang còn smoke. Flusa còn một quả và người cạnh bom xe B cùng với Flusa đó chính là Golden cũng đang còn quả smoke, và bom xe B thời điểm này là gần như không thể. Bây giờ một là phải tràn vào luôn, nếu để quả smoke này ném ra thì chắc chắn nó không vào được B rồi. Chúng ta xem, bắt đầu ném smoke cho timing rồi, vẫn còn một smoke nữa đến từ Golden, và bây giờ thì Golden chuẩn bị cũng sẽ ném ra một quả smoke. Và các anh viên của team Optic Gaming họ chỉ còn khoảng 10 giây để vào B rồi, như vậy quyết định nhảy qua Flutter smoke. Vâng, quyết định nhảy qua smoke rồi, một flash ném ra. Và chúng ta xem nhảy qua smoke rồi. Golden trắng xóa và bây giờ Golden đang bị quẩy. Và chúng ta xem một mạng dành cho Private rồi. Golden nằm xuống đất. Một tiêu vi qua smoke rất đẹp đến với Việt Fnatic. Và team Optic Gaming. Và bây giờ thì sao? HS lộ chí rồi. HS bị sấy, HS bị ăn gục bởi JW. Bây giờ thì ngay tức Mixwell đẩy vào vị trí của đồng đội vừa chết, và chắc chắn không, đây sẽ điều không bị check đến từ Mixwell. Rất đẹp đến từ Mixwell rồi. Ngay tức cái Leko đổi mạng Mixwell. Bây giờ Magis cần phải bỏ vị trí này. Vâng, Magis đã bỏ vị trí rồi. Hai người đi ở khu vực vâng, hai người giang hồ. Bây giờ Magis lại đẩy ra đấu súng, một tình huống Magis không cần thiết. Và giờ thì Fnatic vẫn đang có Gritech, Crimson đang có cho mình một cái kit. Trong khi đó thì cây viên của team Optic họ đang giữ rất an toàn. Họ đang bắn đến hai người của Banana, và giờ thì có đẩy vào không, gỡ bách một nhịp, bắn đi rồi. Alu nhiều máu, bây giờ gỡ bách một nhịp này. Vâng, Alu cần phải chạy ra, và chúng ta xem giặt ra với Alu, phải hết bơm, phải hết chết rồi. Và chiến thắng dành cho cây viên của team Fnatic trong round đấu này không thể tin được. Vâng, một vào thua không thể tin được, và lỗi rất lớn dành cho Mixwell và dành cho Magis Boy. Một tình huống tôi không hiểu tại sao Magis Boy lại đẩy ra để bắn nhau tình huống vừa rồi. Vâng, tỷ số bây giờ đang là 11-6 dành cho các anh viên của team Fnatic. Một round thua rất nhảm đến từ các anh viên của team Optic Gaming. Vừa rồi thì rõ ràng là Optic Gaming họ thua rất nhảm tình huống vừa rồi, chính xác là như vậy. Vâng, vừa rồi tôi không hiểu tại sao Alu lại không đẩy ra trước. Alu là người yếu máu, còn cuối cùng Fiber là người đầy máu. Alu chỉ đẩy ra hút đạn là chắc chắn Fiber nó sẽ bắn được. Vâng, lại để cho một thằng khỏe ra để bắn nhau trước. Một round thua rất nhạt đến từ khách viên Optic Gaming, 3-2. Vâng, bắn quá cục trong round đấu vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 61, và bây giờ thì Optic sẽ có thêm một round eco nữa, 5-3 ngay từ sớm, mà cuối cùng lại thua. Và vừa rồi là một lỗi đến từ vị trí của Magis. Magis đang có một vị trí đứng đẹp để quyết định đẩy ra để bắn nhau. Bây giờ là cũng đẩy B rồi, nhưng đối phương ném rất nhiều bom, không thể đẩy được B. Và bây giờ chạy qua smoke rồi, chạy qua flash. Vâng, Alu nằm xuống đầu tiên, một tình huống rất anh dũng đến từ Alu, cầm CZP qua hai quả bom lửa luôn. Và bây giờ thì rất khó để các anh viên của team Optic họ có thể làm gì trong round này. Tỷ số có lẽ sẽ là 12-6 dành cho Fnatic rồi. Vâng, không chỉ bên CD side và cả bên T side, Optic cho thấy sự non kinh nghiệm của mình. Rõ ràng ở cái round đấu mà họ gần như chắc chắn đã thắng rồi, 5-3, mà cuối cùng họ lại để thua, rất đáng tiếc. Vâng, 5-3, các bạn nhìn thấy một round đấu 5-3 phải để thua chỉ vì cái tội đó là các thanh niên quá là ham pick người trong tình huống vừa rồi. Một tình huống mà rõ ràng Optic họ chỉ cần làm một điều, đó là bắn an toàn thôi. Và bây giờ thì họ lại định đánh B một lần nữa.
Nhưng lần này rất khó đánh B khi mà Fnatic đã thủ đến 3B rồi. 3B, đánh B là không thể thì đúng hơn. Và tình huống này mà đánh được thủng B thì mấy thằng Fnatic nó nghỉ con mẹ game cho xong. Và chúng ta hãy chờ xem. Bây giờ thì bắt đầu vào B của Flash ném ra rất khó chịu. Và bây giờ thì sấy một mạng rồi, hai mạng dành cho Crimson, góc Free Fire cơ bản. Còn bây giờ thì triple kill, không có qua là kill thì Crimson rồi. Chuyển lại một mình Firebird mà thôi. Tỷ số là 12-6 dành cho các viên của team Fnatic là điều chắc chắn. Vâng, như vậy là Firebird bị hạ gục bởi Golden. Và round thắng thứ 12 đã thuộc về Fnatic. Fnatic đang có lợi thế rất lớn ở cái map thiếu Inferno này, một cái lợi thế để họ kết thúc map thiếu đầu tiên. Đây là một góc purify cơ bản anh em ạ. Cái góc này là góc mép trái của smoke, thường thì các thanh niên họ sẽ purify vào đây thôi. Vừa rồi thì các bạn thấy cái quả flash của thằng Grimzet, một quả flash rất đẹp, một quả flash ném bật tường nổ trước mặt toàn bộ cái biển Fnatic. Vâng, một pha ném nết trượt của JW. Các thành viên team Optic họ vẫn đang chủ động bắn rất chậm. Và giờ Crimson sẽ đối đầu Magis trong tiếng này. Và như vậy là Magis đã headshot được Crimson rồi. Một tình huống đối sâu kill trực diện, nhưng rõ ràng Magis là người có lợi hơn, vì cái góc của Crimson là đứng góc cơ bản. Trong khi đó thằng Magis Boy nó đi trên một cái thành, nó sẽ cao hơn. Và thằng Crimson nó không hề đặt tâm vào đầu thằng Magis Boy tình huống đó. Một tình huống mà thằng Magis, thằng Crimson nó đặt tâm vào người của thằng Magis Boy. Và các bạn thấy một người bắn trúng người và một người bắn headshot nó khác nhau rất nhiều. Và bây giờ thì lợi thế hơn người lại thuộc về Optic Gaming rồi. Một cái điều mà chúng ta đã gặp quá nhiều trận đấu này. Bây giờ thì có vẻ những thành viên Optic họ đang muốn chiếm lại Banana. Vâng, Fnatic họ vẫn đang giữ rất nhiều bom, vẫn còn smoke đến từ vị trí của Golden. Và đó là một tình huống gây áp lực của bom side B thôi. Có vẻ như thành viên của team Optic họ vẫn đánh muốn đánh A. JW đang đứng một cái vị trí có thể nói là đây là một vị trí rất cơ bản. Nhưng liệu Optic có nghĩ để ném lửa ở đây hay không, với lại một vấn đề khác. Vâng, nếu là một team có kinh nghiệm thì họ sẽ ném lửa vào đây để check góc cẩn thận hơn. Và giờ thì back về đến từ vị trí của Flosa rồi. Mixcraft vẫn đang kêu họp rất trì. Và giờ chúng ta chờ xem. Flash ném ra và bây giờ thì back về rồi, không nhìn thấy. Vâng, back về B. Back về 3B luôn, bắt bài ở biển. Một mình HS là người ta có xe B thôi, chúng ta sẽ bắt hết. Vâng, HS đã dùng thành công Golden rồi. Bây giờ thì đổi được một đoạn đến từ JW. Bây giờ thì bom xe A thủng bởi Mixcraft và tỷ số là 72 team Optic Gaming. Một pha fake bom xe B cực kỳ hay đến từ khách viên của team Optic Gaming. Nhưng thời gian đặt bom kìa. Vâng, tránh ra, đừng mở lắp bố mày. Đừng mở lắp bố mày. Úi giời ơi, tí nữa thì không đủ tham tình huống này. Vâng, các bạn thấy mọi thứ đã chuẩn đến từng giây. Một pha fake bom xe B ở khoảng 25 giây đến từ khách viên của team Optic Gaming. Và thậm chí HS một mình tăng vào bom xe B còn giết được người trong tình huống đó. Tỷ số bây giờ là 72 cho Optic. Và đây là một trận đấu mà Crimson với cả JW đều bắn rất hay, cả Leco cũng vậy. Trong khi đó ở bên phía của team Optic Gaming, Magis Boy cũng không kém là mấy. Alu là người đứng thứ hai và đứng thứ ba đang là Mixwell. Và với round thua này, round sau Fnatic vẫn full buy một cách bình thường được. Các bạn thấy số tiền Fnatic họ đang có khoảng 2.000 đến 2.500. Vâng, round sau thì họ sẽ có khoảng 4.000 tiền. Không phải là quá nhiều nhưng họ sẽ đủ để full buy. Hai người sẽ drop tiền trong tình huống sau. Vâng, người drop đó là Flusa sẽ drop một súng và khả năng cao JW sẽ drop được một súng. Và trong đó các thành viên còn lại sẽ áp cố. Hoặc nếu Fnatic có thể chọn phương án an toàn hơn, đó là eco một round để round sau có thể full buy. Vẫn full buy bình thường. Đó là một phương án hay. Khi mà có hai súng và eco một round vẫn hợp lý. Nhưng mà mình nghĩ là với phong cách Fnatic thì họ sẽ không eco đâu. Họ sẽ áp cố luôn để họ có thể kết thúc trận đấu sớm. Như vậy là quyết định eco rồi. Các bạn thấy một quyết định an toàn, không mạo hiểm. Và nếu thua round này thì round sau Fnatic vẫn có thể full buy được. Vì vậy nên với việc có hai súng như này, Fnatic họ vẫn chắc chắn được gục bom xe B. Vâng, vẫn đủ để chắc chắn. JW và Prusa đang là mỗi người có cho mình một khẩu súng, một A và một B. Vâng, bây giờ thì bắt đầu ném bom ra rồi. Chúng ta xem hai lửa được trả ra, đẩy lùi đối phương vào clear hoàn toàn Banana. Thực ra cái vị trí Banana chỗ đó các bạn chiếm rất dễ. Các bạn nhìn thấy hai quả lửa vừa rồi là không còn một chỗ nào để đứng cả. Chính xác là như vậy. Và bây giờ thì Banana đã được clear rồi. HS và Mixwell là hai người đi Banana thời điểm đầu. Và bây giờ HS đang chọn cho mình một vị trí an toàn. Các bạn đều thấy một vị trí an toàn. Trong khi đó thì Optic đang muốn tràn lên bom xe A. JW vẫn đang rất nhòi nhòi. Đó là phong cách của JW. Đó là những tình huống spam qua smoke theo tham mình. JW rất thích bắn kiểu đó. Bây giờ JW bắt đầu spam rồi. Chưa trúng. Và bây giờ JW vẫn chưa trúng nhiều. Vâng, chỉ cấu được một chút máu của đối phương rồi. Cái việc Fnatic họ đang back về đến 4 bom xe B. Và ngay lập tức các bạn thấy Firebird đang chạy về B cùng với cả người đồng đội mình HS và ném cho đồng đội mình một quả smoke CV rồi.
Một tình huống gây áp lực bóng sai B khiến cho Fluxa lại phải back về B. Vâng, như vậy các bạn thấy đối phương đang phải bắn 2B một tình huống này. Lại làm quả smoke che trong bom chứ không phải CV Bay. Và bây giờ Krizet đang đẩy ngược ra, Krizet nằm xuống với Mixwell. Vâng, JW đang đứng rất gần, HS có một mạng Golden. Và bây giờ thì Magit hạ gục được JW rồi. Vâng, trong bom còn Leko, Leko đổi được một mạng. Bây giờ Leko nằm xuống với Magit. Và tỷ số thì có lẽ sẽ là, vâng, tỷ số có lẽ sẽ là 82 cho Optic rồi. Một mình Fluxa còn sống với bom đặt quá đẹp trong đầu này. Chúng ta xem Firebird đang người Mighter. Fluxa góc kia học rất đẹp. Và bây giờ Firebird headshot được Fluxa đem về round thắng thứ 8 cho Optic Gaming. Nhưng round sau thì các viên của team Fnatic vẫn có thể full bài một cách bình thường. Và các bạn thấy một round pop bài cơ bản. À quên nhầm, một round eco cơ bản đến Fnatic rất hợp lý với cái số tiền mà họ có. Ở round đầu trước là số tiền của Fnatic họ có khoảng từ 2.400 đổ lên. Và điều đó nếu họ eco một round thì họ sẽ round sau họ sẽ bắn dễ hơn rất nhiều khi mà họ vẫn có thể full bài được. Và vừa rồi round đầu mà họ để thua hơi tiếc một chút rồi. Và bây giờ các anh bạn thấy rằng Fnatic họ đang chủ động bắn lên ba bana và đêm cũng đẩy lầu từ JW. JW bị đục trúng rồi và JW bắn yêu đối phương. Alu thôi, vâng, Alu chuồn. Vâng, bây giờ JW nhà rất khó chịu. Bây giờ JW vẫn chưa nằm xuống các bạn thấy. Một mình JW gây rất nhiều sự khó chịu trên lầu A. Alu còn 16 máu vẫn thôi. Một tiếng bỏ trượt dài từ Alu, bây giờ đẩy bana rồi. Bây giờ HS đang đứng gần và có sự cover không? Bây giờ đi đấu súng rồi, một mạng cho HS. Golden nằm xuống, không đẩy bana rồi. Bây giờ đổi mạng đến từ vị trí của Volusa. Vâng, Volusa đang bắn cường và chúng ta chờ xem. Vâng, Volusa bị ăn bởi Mixwell rồi, rất đen với Volusa thì Mixwell là người bắn off. Giờ thì chạy trong bom đến JW. JW chưa lộ vị trí, chưa ai biết JW trong bom cả. Bây giờ có vẻ như Optic họ sẽ bắn chậm lại rồi. Chưa ai biết JW trong bom. Vâng, nhưng Mixwell vẫn đang bắn rất cẩn thận tiếng này. Phải bớt vẫn trên góc đàng hoàng. Bây giờ vấn đề là thằng JW sẽ đổi được mấy mạng. Chúng ta sẽ bắt đầu tăng vào rồi. JW bắn chậm và gầy, tức phải bớt headshot cho JW. Giờ thì 4-4. Vâng, Optic đang thể hiện bắn bên phía D-side rất hay. Vâng, spam vào vị trí đặt bom rất đẹp. Alu nằm xuống nhưng anh vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình, đó là đặt bom. Một tình huống mà cho Alu thanh niên yếu máu nhất đi đặt bom. Rõ ràng là Optic trong tình huống rồi khá là mạo hiểm. Biến đến móc banana. Ơ cái gì vậy? Ơ Magic làm gáo ấy. Ơ sao đến timing này còn gì vậy? Và bây giờ Mixwell đang chọn góc kề. Góc kề khá cơ bản. Và bây giờ Mixwell có 5 kill rồi. Đẩy qua smoke thành công đến từ Crimson. Và tỷ số là 92 cho team Optic Gaming. Vừa rồi là tình huống của Mixwell rất ngáo, tôi thật sự là như vậy. Đồng đội đã kê hết rồi mà tại sao Mixwell lại còn đứng ném flash cho tình huống của nhầm. Còn Mixwell mà đó là Magis. Vâng, không hiểu tại sao Magis Boy lại vẫn đứng ném flash cho pha xử lý vừa rồi. Rất bất ngờ. Và tỷ số bây giờ là 92 cho các anh viên của team Optic Gaming. Fnatic sẽ có một đào eco rồi. Bom xe B của Fnatic đang thi đấu không tốt. Đó là một sự thật. Bom xe B là một bom rất khó canh. Rất ít team có thể bắn chắc được cái bom CB này. Và vừa rồi là một round đấu Fnatic họ không có đủ bom. Và bây giờ thì các viên của team Optic họ bắt đầu đẩy lên chiếm mid rồi. Các bạn thấy JW vẫn đứng vị trí quen thuộc của mình, ăn một viên USP vào mồm. Magit bắt buộc phải chậm lại. Và bây giờ thì vâng, JW lần này đã bị ném lửa vào rồi. JW rất lì lợm lại đứng trong smoke một lần nữa, bị spam trúng rồi. JW nằm xuống với Alu rồi. Bây giờ Alu bị ăn bởi Volusa. Vâng, Alu thì uống cố gắng quá đáng. Và bây giờ thì Fluxa biết rằng bom, bây giờ biết rằng chiếu 1B rồi. Tại Fluxa là người gánh B và bây giờ đấu súng chưa có bạn cho Golden. Vâng, Golden vẫn chưa có bạn. Golden bị bắn và Fluxa bị headshot rồi. Phải bớt hạ gục Golden cho bom sai B. Và tỷ số là 10-12 cho team Optic Gaming. Không còn hy vọng dành cho bộ đôi Crimson và Leko cho round này. Các bạn thấy rằng là ở những trận đấu như này họ sẽ nhớ tất cả tên player. Ví dụ như ai canh đâu, ai canh đâu. Và khi mà họ nhìn thấy rằng Fluxa giết một người ở khu bom xe A, mà đây lại là một round eco, chắc chắn là bom xe B chỉ còn lại một mình Golden. Tại vì Golden Fluxa là bộ đôi canh B. Điều đó rất là dễ hiểu. Và các anh viên của team Optic Gaming lại là một team có skill khá là tốt. Rõ ràng là như vậy. 10-12 team Optic Gaming rồi. Vâng, 10-12 và bây giờ thì đang làm tiếng bắt súng. Ôi đây rồi, ui rồi, ôi dễ quá. Vâng, dễ quá thể, nhưng bây giờ Crimson đang trốn rất kỹ. Một tình huống chơi trốn tìm đến từ Crimson. Và các anh viên Optic Gaming họ đều không biết rằng Crimson ở đây. Bây giờ Crimson sẽ cố gắng kiếm 600 đô hay không đây. Đây rồi, có 600 đô đi vào. Đây rồi, 600 đô đây rồi. Vâng, 600 đô đi vào gần lắm rồi. Vâng, 600 đô như vậy là không bắt được 600 đô rồi. Và như vậy là Fnatic đang phải có một tình huống time out tactic. Vâng, đang làm tình huống time out tactic rồi. Sau những cái round thua liên tục thì giờ các anh viên của team Fnatic họ bắt buộc phải có một tình huống time out tactic để lấy lại cái sự bình tĩnh của mình. Bộ đôi Golden Fluxa vẫn đang chưa hoàn thành nhiệm vụ của bom sai B.
kênh viên Team Fnatic hiện tại chỉ có một mình JW đang là người duy nhất có một cái lối chơi khó chịu, khiến cho kênh viên của Team Optic Gaming gặp khó chịu thôi, chứ còn những player còn lại thì có lẽ là đối với Optic thì vẫn đang là khá là dễ dàng. 10, 12 và như vậy các viên Fnatic họ vẫn không đủ tiền để lên orb, vẫn chưa có orb dành cho JW. Điều đó khiến cho khu mid của Fnatic sẽ trở nên yếu hơn rất nhiều. Các bạn hình dung là mid bắn mid mà không có orb ấy thì thường đối phương chiếm mid rất dễ, tại vì cái mid ở map Inferno này rất là yếu. Và bây giờ đi ăn flash trắng xóa rồi. Vâng, một mạng đầu tiên thì Magis bom CB lại bắt người, double kill cho Magis với cầu Black Boy. Đây này dây bố mẹ nào mà bây giờ thì đấu súng. Vâng, JW đổi lại mạng, triple kill JW. Cái lôn gì mà xảy ra vậy? Vâng, cái gì mà xảy ra vậy? Bây giờ chỉ làm thứ 2 đến 3 thôi. JW đó là player duy nhất khiến Optic Gaming gặp khó chịu tại điểm hiện tại. Và đúng là như vậy. Vâng, làm 2 JW lại làm 3 thì cũng xảy vừa rồi. Và bây giờ thì Alu đang người kê sau smoke của chúng ta xem đẩy qua smoke hay không. Như vậy đồng pha stack kìa, Alu hơi non. Và bây giờ Alu vẫn đổ được một mạng rồi. Ngay tức Cream Z kết thúc Alu. Giờ chỉ còn lại một mình Firebird 1v2 thôi. Và chúng ta chờ xem, vẫn còn hai quả smoke. Firebird sẽ gặp khó, sẽ có quả smoke che trong tình huống này. Vâng, sẽ không quả smoke che trong tình huống này. Và chúng ta xem bây giờ đi, Firebird nằm giống với Cream Z. Và tỷ số là 13-10 dành cho các anh viên của team Fnatic. Một round thua rất nhạt dành cho các anh viên của team Optic Gaming. Vâng, bây giờ thì gỡ bom không thành công. Như vậy là không đủ tham rồi. Và tỷ số là 11-12 cho Optic Gaming. Vâng, rất may thì hôm rồi lại không đủ tham. Tí nữa thì Optic Gaming đã phải trả giá bởi một round thua rất nhạt. Vâng, làm 2 sau đó thì 3 anh viên còn lại đứng thẳng hàng để bắn nhau đối phương. Không sớm Oxy đi bay mà đứng thẳng hàng để bắn nhau đối phương. Một tình huống 3 thành viên của team Optic Gaming đứng thẳng hàng, đây các bạn nhìn thấy. Vâng, đứng thẳng hàng đấu nhau đối phương. Thậm chí Mixwell thì huống rồi là thằng JW nó bắn theo kiểu nốt băng mà thằng Mixwell lại còn đẩy ra bắn nhau. Thằng Mixwell thì huống rồi, không hiểu nó định làm gì. Vâng, sau rất nhiều tình huống thủng B liên tục thì anh viên của team Fnatic họ quyết định đẩy 4B ném nét ngay từ thời điểm đầu, gây áp lực đối phương. Đây là một round fog bài từ Fnatic rồi. Và chúng ta hãy chờ xem, vẫn là những điều chiếm banana quen thuộc. Trận đấu ngày hôm nay Fnatic họ đang thủng B rất nhiều. Và vừa rồi là tình huống bắn mắc người đến từ Magis làm đôi mạng ở khu bom sai B. Vâng, Fnatic chủ động đẩy ra cương khu banana, nhưng cuối cùng thì họ mất. Họ mất cả hai người và họ không đổi được mạng nào cả. Và bây giờ thì các thành viên của team Optic có vẻ như họ, vâng, họ vẫn đang chọn một lối chơi rất cơ bản, đội hình default thôi, không có gì quá đặc biệt. Và bây giờ thì một quả smoke che trong bom để cho HS bò vào. Chúng ta xem HS. HS đang bò vào trong quả smoke, lần quả smoke rồi, đi qua quả smoke. Và bây giờ HS bắt được Golden, một pha xử lý rất quái từ HS, đi xuyên qua quả smoke và Golden không nhìn thấy gì, và cả Palusa không nhìn thấy gì chú rồi. Một pha di chuyển cực kỳ quái đến từ vị trí của HS và người bom ra thành công rồi. Tỷ số sẽ là 12 đều cho Optic Gaming thôi. Tôi đã bảo mà map này map đi sai mà. Vâng, bây giờ thì Mixwell hạ gục Cream Red. Tiếp theo thì sao? Trong khi đó thì Leco bị bắn điếu rồi. Sẽ đang cốt định nhặt súng, Leco đổi một mạng nhưng JW vừa nằm xuống. Và giờ là đúng 2 vết 4 rồi. Vâng, như vậy Leco bị cầu máu, Alu đứng rất đẹp. Và bây giờ thì Alu, vâng, như vậy Leco bị headshot với HS. Vẫn còn một người đó, Plusa đã đứng ở trong ngách. Vâng, Plusa vẫn đang giữ được khu vực ngách. Và tỷ số bây giờ sẽ là 12 đều. Có vẻ Optic họ đang bay rồi. Các bạn nhìn thấy cái pha xử lý vừa rồi của thằng HS là một tình huống cực kỳ quái. Cái quả smoke của nó là che đoạn giữa bom, thì thằng Blusa đã kê đúng cái đường đi vào trong, nhưng thằng HS nó đi vào nửa quả smoke, nó đi hẳn qua quả smoke, đi gần qua, thì thằng Firebird lại ném quả smoke che CD Bay. Nghĩa là thằng quả smoke của thằng Firebird che đúng vừa che mặt thằng Blusa, thì thằng HS nó chạy giạt ngang luôn, nó bắn thẳng cho bom luôn. Thằng trong bom thì cũng rồi, còn đang tay cầm bom ngỡ ngàng, đéo hiểu sao thằng HS nó đã ngồi đấy rồi. Một pha xử lý, và thực sự là ở những cái khoảng thời gian tự tin, bạn cực kỳ tự tin thì bạn mới làm như vậy. Còn thời điểm hiện bình thường thì các bạn sẽ rất ít khi làm những pha mạo hiểm như vậy. Những tình huống rất dễ mất người, đặc biệt là một cái round đấu fog bay. Vâng, tặng cho đối phương một khẩu AK sẽ là một điều rất nguy hiểm. Và bây giờ thì JW đã có họp rồi, đúng như tôi nói. Sau rất nhiều những round thua liên tục thì JW đã có cho mình khẩu họp. Và lần này thì Fnatic họ bắt buộc phải bắn đến 3B sau quá nhiều tình huống thủng B. Vâng, chúng ta có thể thấy 3B rồi. Nhưng bây giờ thì một người back về, Cream Z chỉ đẩy ra đầu chuối để chiếm banana thôi. Còn bây giờ thì HS đang đẩy qua smoke. HS, vâng, bây giờ HS lại có bạn cũng sao rồi. Golden đang muốn đẩy ra, nhưng thôi Golden sau rất nhiều những bài học kinh nghiệm quý giá thì Golden quyết định là thôi, không mạo hiểm được tình huống này. Các bạn thấy, vâng, Blusa cách biệt của team Fnatic họ vẫn muốn bắn cương khu banana. Nhưng cuối cùng thì các bạn nhìn thấy họ mất người quá nhiều ở cái vị trí này, nhưng họ vẫn muốn giữ bằng được.
Vâng, họ không đẩy được hoàn toàn Banana và họ cũng không chiếm được hoàn toàn, nhưng cuối cùng và bây giờ HS nằm xuống một quả nét quá chuẩn đến từ Crimz, một quyết định sai lầm từ HS. Vâng, 5 máu và đứng ở đó thì là quá sai lầm rồi, bây giờ tràn lên bom xe ai đến từ cái Việt Optic Gaming. Và chúng ta chờ xem Blue Star đang bây giờ một pha khế đẹp, nhưng bây giờ Zenyu bị bắn yếu rồi. Vâng, bây giờ trong bom còn Leko, Alu cần phải ra trong tình này. Và bây giờ Leko lên vị trí, Zenyu có con bạn rồi, Leko đổi một Mixwell hạ gục Zenyu. Trong bom còn Leko, Leko đầu súng, Alu chết chay và bây giờ Mixwell có đâm kill rồi. Vâng, vẫn còn smoke đến từ Mixwell. Chúng ta chờ xem. Vâng, chả có smoke ra rất cẩn thận đến từ vị trí của Mixwell. Bây giờ thì sẽ đặt bom, khẩu M4S thì như hết đạn rồi sao ấy. Chúng ta chờ xem khẩu M4S. Ơ, kia không kê sau lưng luôn. Thanh niên Mixwell đi qua smoke. Bây giờ Mixwell bắn trượt viên rồi. Vâng, Mixwell nằm xuống với tỷ số là 13-12 anh cho Fnatic. Vừa rồi là một round đầu mà Hoàng Thượng Alu có phần bài tờ hơi quá đà. Một tình huống mà Alu không hề đẩy ra. Một tình huống Alu vào bom quá chậm và Alu không đổi được mạng nào. Vừa rồi phải kể đến tình huống bắn trượt off của Mixwell. Thì vừa rồi thằng Mixwell mà nó không bắn trượt off. Và cái viên off đầu tiên thì chắc chắn là cái viên của bọn Optic có cơ hội thắng trong round đó. Nhưng không sao cả, đây là một tình huống reset tiền money dành cho khách viên của team Optic Gaming. Vâng, Fnatic bây giờ thì yếu tiền rồi. Và nếu thua round này thì Fnatic sẽ bị eco một round. Thì số bây giờ đang là 12-13 dành cho Optic Gaming. Và đây là một tình huống mà Crimz có trách nhiệm ném quả smoke đầu chuối sớm dành cho các người đồng đội mình. Vâng, có vẻ như lần này thì khách viên của team Fnatic họ sẽ không dám đứng ở sau quả smoke nữa. Sau quá nhiều round đấu họ bị chết bởi cái vị trí khu vực đầu chuối rồi. Vâng, bạn thấy rằng Fnatic mất rất nhiều người ở đầu chuối. Kể lại cái tình huống đứng của HS. HS còn 4 máu mà tôi không hiểu tại sao HS lại vẫn đứng ở trong cái khu vực nguy hiểm đó. Đó là một cái vị trí mà đối phương thường ném nét vào. Và bây giờ thì chuẩn bị đánh vào bom xe B chăng? Zepliu đang đứng ở đâu? Zepliu đang đứng ở A. Vâng, các bạn thấy Mixwell đang kê trước rồi. Một tình huống kê off trực diện Mixwell. Mixwell bắn trượt viên rồi. Tí nữa thì cái viên Fnatic phải trả giá thì cũng rồi. Vâng, Optic họ đang bắn rất khó chịu. Họ biết rằng Fnatic ở thời điểm hiện tại đang sợ và sẽ không dám ra đấu skill khi mà bom bị đủ quá nhiều. Thế nên các anh viên team Optic họ triển khai lối chơi chậm mà họ sẽ kéo off và họ chạy góc để họ bắt những tình huống nhà. Và vừa rồi là một tình huống nhà đến từ Golden. Vâng, Fnatic bây giờ stack 2 người trong bom. Vâng, Fnatic trả quá nhiều bom mà bây giờ các bạn nhìn thấy ở khu bom xe B họ gần như hết bom rồi. Trở lại Plusa là người còn một nếp và một lửa thôi. Bây giờ đối phương sẽ set up full bom một tiếng này. Vâng, đây chính là cái quả smoke ném chè ngách đến từ vị trí của Firebird. Flash ném vào rồi, bây giờ đấu súng người ta. Vâng, ăn Flash và Golden cũng trắng. Bây giờ thì đang trốn rất kỹ từ HS. Vâng, chúng ta hãy xem Plusa nằm xuống với HS rồi. Golden đổi được một bạn. Bây giờ Golden hết đạn rồi, lửa cháy tới. Và bây giờ thì Golden nằm xuống bởi Magis. Và tình huống giờ là 4v3, bom xe B thủng một lần nữa trận đấu hết này. Vâng, 3v3 rồi khi mà Leko mới đổi được một mạng Alu. Tôi không hiểu tại sao Alu chết rồi thì cũng rồi. Vâng, đặt bom đánh đầu đến từ Firebird rồi. Alu tôi hiểu sao chết. Và bây giờ Firebird kết thúc là Zemlil. Một tình huống quá cùng với Zemlil. Và bây giờ Firebird này chọn vị trí rất cường. Chúng ta chờ xem. Vâng, như vậy Magis bị bắn yếu. Ngay lập tức Crimz bỏ vị trí rồi. Vâng, Firebird đổi cho mình một vị trí khác. Giờ có vẻ như là một tình huống muốn retake từ thẳng mid rồi. Magis đang trốn rất kỹ và có một quả smoke. Bây giờ Firebird đang vị trí đứng rất đẹp. Ba vị trí của team Optic Gaming đang là tuyệt vời. Mixwell của Crimz, Leko đang cố gắng và không được rồi. Leko bị hạ gục bởi Firebird với tỷ số là 13-13 cho team Optic Gaming. Vâng, 13-13 cho Optic Gaming. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng ở cái map thi đấu Inferno này. Và chúng ta thấy round đấu vừa rồi là một round đấu tôi không biết là Alu chết ở đâu. Cái điều đó thì tôi không rõ. Nhưng mà tôi biết một điều là bom xe B của team Fnatic ngày hôm nay đang thi đấu cực kỳ tệ. Vâng, lại một lần nữa bom xe B thủng và chỉ chết được, chỉ đổi được một mạng mà thôi. Flusa đang chết chay rất nhiều cùng bom xe B ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là một trận đấu mà Flusa gần như bị bắt bài hoàn toàn, không thể làm được cái điều gì cả. Và bây giờ sẽ làm ra full eco từ Fnatic, cơ hội để Optic có cho mình round thắng thứ 14. Vâng, rõ ràng là việc bắn 2B từ đầu trận giờ không chắc. Đầu tiên là Fnatic họ hay đẩy ra Banana, nhưng sau đó thì họ bị đối phương giết. Nên Fnatic chọn phương án đó là chiếm đầu chuối. Chiếm đầu chuối thì bị đối phương búp flash nhảy qua smoke bắn chết. Thế là các thành viên của Fnatic họ không dám chiếm đầu chuối nữa, họ phải đứng trong bom. Đứng trong bom cũng lại bị đối phương búp flash ném bài chạy vào bắn chết. Rõ ràng khi mà các bạn đã đấu skill không lại đối phương thì các bạn đứng đâu thì các bạn cũng chết thôi. Điều đó là một sự thật. Vâng, vừa rồi các bạn thấy rằng Optic họ đầu tiên họ làm một cái điều đó là họ cho off kéo vào để check góc. Đầu tiên thì Fnatic nó đéo định ném smoke sớm đâu. Nó định nhá rất nhiều, nhưng mà bọn này kéo off vào bắn trượt một viên nên bọn Fnatic sợ quá phải bắt buộc phải check góc. Và bây giờ thì lại có mạng đầu tiên đến cho HS. Vâng, cái khu vực bom xe B nó không khác gì là cái chợ ở cạnh nhà của thanh niên HS cả. Thì nãy giờ HS một mình đi chợ bom xe B rất nhiều rồi. Và chúng ta xem Firebird đã quắc lên. Firebird headshot được Zemlil rồi. Ngay từ Bagit hạ gục Crimz. Một tình huống cover rất tuyệt vời những anh viên Optic Gaming.
hai người cò về với nhau mỗi người hướng Alu và Hùng Leco trong khu bom xe A. Và tỷ số là 14-13 cho team Optic Gaming rồi. Bây giờ Blusa chỉ có một khẩu USB thôi, trốn thì cũng đeo trốn được rồi. Và tỷ số là 14-13 cho Optic Gaming. Liên tục những tình huống đào bom xe B quá khó chịu của HS trong trận đấu ngày hôm nay. Luôn luôn có mạng ở thời điểm sống dành cho khách biên của team Optic Gaming với những pha di chuyển rất quái từ HS. Mình khẳng định ở thời điểm hiện tại HS đang thi đấu tuyệt vời ở cái vai trò mới này. Đó chính là cái vai trò, vâng, anh được tăng vào một bom. Nhiệm vụ của anh hiện tại của HS đang là tăng thẳng vào một bom sai nào đó. Tỷ số bây giờ đang là, vâng, tỷ số bây giờ đang là bao nhiêu đây? 14-13 dành cho khách biên của Optic Gaming. Vâng, Fnatic bây giờ bắt buộc phải có một tình huống timeout rồi. Phải có một tình huống timeout. Và đây sẽ là một round full buy từ Fnatic. Thời điểm tại Fnatic không còn nhiều tiền. Các bạn thấy UMP45, MP9, Farmat và chỉ có duy nhất một khẩu M4 thôi. Cái điều mà Fnatic họ đang chú trọng vào round này đó là bom. Các bạn thấy không? Lên những khẩu SMG và full bom. Có vẻ như lần này thì, vâng, các thành viên Fnatic họ lần này họ đứng luôn trong bom. Chán rồi, không vào banana nữa. Vâng, chán hẳn khu vực banana rồi. Và bây giờ thì không ngoi đầu ra nữa. Chết quá nhiều banana ở trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó Optic Gaming đang chủ động đánh rất chậm. Và đây là một trận đấu mà bộ đôi bom say B, đó là Golden với Flusa đang thi đấu với hai khẩu SMG UMP45. LA lại được control bởi các thành viên Optic Gaming. Với lợi thế về súng thì Optic Gaming họ đang control khu vực LA rất là dễ dàng. Và bây giờ thì Optic đã chiếm được banana rồi. Vẫn đang giữ tham để ném smoke. Vâng, các bạn thấy vẫn đang giữ tham để ném smoke. Bây giờ thì HS vẫn là người tăng đầu. Flusa bắt đầu phải trả smoke rồi. Và với việc trả bom như thế này thì khách viên của team Fnatic họ sẽ hết bom sớm. Ở đây còn thậm chí là quả smoke lỗi đến từ vị trí của Flusa. Các bạn thấy ông HS vẫn đang kê sau quả smoke. Và bây giờ HS quả nết được trả vào. HS còn 50 máu. Thế nhưng HS đang bị ném nết rất nhiều khu bom xe B. Nhưng bây giờ chỉ có một mình HS là người gây, vâng, đang quấy rối tình dục của khu bom xe B. Trong khi đó bom đang đánh chuẩn bị đánh lên A. Và đây là chúng lên A chậm. Và chúng ta xem Mixwell kéo off vào. Vâng, check có vẻ như Mixwell nhìn thấy đối phương rồi. Và Mixwell nằm xuống với Leco rồi. Một tình huống Mixwell biết vị trí của đối phương nhưng cũng vẫn bị bắn chết. Và bây giờ Leco đang người giữ pit và chúng ta chờ xem có tràn vào A hay không. Vâng, Alu bắt đầu trả lửa ra. Alu lại bỏ đội và quyết định XVB và một tình huống fake A giữa kinh nghiệm của team Optic Gaming. Bây giờ tràn vào B khoảng thời gian 23 giây. Flash sẽ ném vào và chúng ta xem Golden. Golden đang người duy nhất solo B có sự backup đến từ Flusa rồi. Vâng, như vậy là Zemil có mạng Alu. Flusa Wallet với quả bóng lửa. Tiếp theo sao Flusa nằm xuống như ngay lập tức đó là double kill dành cho Flusa của bóng lửa. Tham minh là không đủ dành cho Firebird. Bây giờ Firebird sẽ đặt bóng fake một nhịp và chúng ta xem Firebird. Firebird nằm xuống với Zemil và tỷ số là 14-14 này cho team Fnatic. Một key round quan trọng trận đấu và Fnatic đã giành chiến thắng ở key round này 14-14. Vừa rồi là một tình huống mà Mixwell biết vị trí của đối phương nhưng cuối cùng thì lại bị đối phương bắn chết. Leco có một tình huống bắn rất hay ở pit cho tình huống đó. Tình huống đó thì nếu mà Mixwell khó chịu hơn thì đục thẳng vào cái tường đó thì chắc chắn là Leco sẽ bị còng. Tại vì nếu mà đục trúng yếu máu là chắc chắn là giật mình. Đó là một tình huống giật mình ngay. Và bây giờ thì JW đã có off rồi. Chúng ta thấy JW đã nhặt được khẩu off của Mixwell trong trận round đầu trước. Và các anh viên Fnatic round này thì họ đang có full bomb. Vừa rồi cái quả bom lửa của thằng Flusa trả cái quả tham minh là cái điều khó chịu nhất mà bọn Optic nó gặp phải. Nếu bọn Optic trong tình huống đó mà nó không dính quả bom lửa đó thì chắc chắn là nó có thể đục thủng bom xe B. Và bọn Fnatic khả năng cao lại thua một lần nữa. Nhưng vừa rồi là một tình huống bom lửa thật sự là chính xác. Và bây giờ thì lại là những tình huống chiếm bom xe B cơ bản đến từ các anh viên của team Optic Gaming rồi. Chúng ta thấy rằng Fnatic họ đang bắt buộc phải sử dụng flash để câu giờ. Họ đang quáng dọa đối phương thôi. Họ đang câu giờ để giữ cho đối phương chiếm của banana chậm hơn. Và bây giờ JW cũng bị lùi đẩy lùi trong bom rồi. Bom xe B, Flusa với cả Golden vẫn đang còn rất nhiều bom. Hai quả lửa và một quả smoke. Như vậy là đủ để giữ đến khoảng tham minh cần thiết. Và nếu tình huống này mà Optic muốn đánh B thì họ cần phải có một quả smoke để dập lửa. Không thì rất khó để họ có thể đánh vào bom xe B. Lần này thì HS đang còn nhiều máu hơn. Vâng, các anh viên Fnatic họ vẫn còn quả nết đến từ vị trí của Flusa. Flusa trận này giữ bom rất tốt và quyết định đẩy qua smoke luôn. Vâng, đây mới là quyết định hợp lý. Vâng, các anh viên Fnatic họ còn bom nhưng bom xe B đã bị chiếm rồi. Và chúng ta xem Golden đang cắt nam minh để spam. Vâng, Golden vẫn đang giữ và bèo Mixwell hạ gục được Mixwell nằm xuống về Green Z rồi. Thì cũng chết rất nhảm nhưng bây giờ HS đổi được mạng Green Z. Vâng, bom đã thành công và bây giờ chúng ta chờ xem Firebird sẽ chọn cho mình vị trí cơ bản 4v4 và chắc chắn Fnatic sẽ retake bom tiếng này. Đây sẽ là key round quyết định vận mệnh của trận đấu game này. 4v4 và vẫn còn một smoke dành cho JW. JW sẽ smoke ở đâu đây? Khả năng cao JW sẽ smoke bên trái, smoke che banana.
Vâng, bắt đầu retake ball và đây sẽ dùng đấu súng rồi. Và Flash đã trả vào rất khó chịu. HS chuẩn bị nằm. Vâng, HS nằm xuống với Golden của Flash. Cover rất hay. Bây giờ Fiverr đổi được mạng rồi. Fiverr có đang một kill với đó là một tình huống tốt. Fiverr có chip một kill rồi. Và cuối cùng là hit nào của Colossa. 15-14 dành cho Team Optic Gaming rồi. Một tình huống bàn quá xuất sắc dành cho Fiverr. Vâng, một tình huống 4-3 và Fiverr đổi một lúc 3 mạng của tình huống đó và không nằm xuống. Các bạn thấy cái vị trí Fiverr là vị trí rất quan trọng. Một vị trí phải có. Và đây là một tụ bắn quá tốt, đây là một tụ bắn cho tham mình với Firebird. Vâng, hai player của team Fnatic đứng thẳng hàng với nhau. Và ba mạng dành cho Firebird. Một round bắn quá hay của Firebird và 15-14. Và bây giờ thì Fnatic rất yếu tiền. Các bạn thấy đó là những khẩu lục. Và Fnatic đang đứng trước nguy cơ rất lớn về thua map tiêu thứ nhất này. Trước trận mình cũng đã bảo anh em rồi, ai thắng thì mình không biết. Mình chỉ bảo mỗi điều là nên bet over trong map thiếu 1 thôi. Và bây giờ thì có vẻ như mọi thứ đang quá chính xác. Và lần này thì với hai quả nết tam minh chuẩn thì HS đã nằm xuống rồi. Vâng, HS lần đầu tiên đứng ở cái góc đó. Trong trận đấu ngày hôm nay thì HS, thành niên HS rất ít khi đứng ở cái vị trí đó. Và giờ thì cái việc của team Optic họ có đánh B nữa hay không đây. Vâng, bom xe B vẫn đang còn một lửa và một quả smoke. Một quả smoke đến từ vị trí của Golden, một quả lửa của Flusa. Đây là một đứng bò B chậm rồi. Mitchell sẽ là người kê. Chúng ta chờ xem Golden đánh nhá. Và bây giờ thì Mitchell bắn trượt một viên rồi. Ngay lập tức đổi sang góc khác. Smoke bắt đầu được trả ra. Vâng, đây là một góc stack đẹp và tôi không hiểu tại sao Fnatic từ đầu trận giờ họ thủng B rất nhiều nhưng họ không bao giờ họ stack vị trí này. Đó là một cái điều mà thực sự là Fnatic họ cần phải suy nghĩ lại. Từ đầu trận giờ 14 round rồi và đây là lần đầu tiên các anh viên Fnatic họ stack ở cái góc này. Thực sự đây là một góc stack rất là đẹp. Và lần này liệu có lẽ là Optic họ chưa chắc họ đã nghĩ rằng là đối phương stack. Tại vì lần đầu tiên Fnatic họ bắn với cả Tactic đó là 2 CD Bay này. Lửa bắt đầu được trả ra, thời gian này Optic vẫn là rất nhiều. Và giờ thì Optic đang muốn bò vào rồi. Vâng, sẽ là tụi bỏ vào mid đã được đẩy rồi. Game lưu đẩy mid rồi, biết rằng bom xe clear rồi. Và bây giờ thì Golden có bại không? Chúng ta chờ xem. Vâng, Golden, game lưu đang đứng góc đứng đẹp và bây giờ thì đẩy vào. Vâng, có chạy hay không? Golden bắn lôi và magic nào của Golden. Alu headshot Blusa. Vâng, bây giờ thì tham minh rất chuẩn, Alu nằm xuống rồi. Mixel sẽ làm gì đây? Mixel không có mạng, còn đó là double kill cho game lưu. Nhưng có một đúng đẩy ra và bây giờ thì vâng, như vậy Firebird vẫn giữ cho bom 2-3 và cánh viện của team Optic họ bị đẩy ở những vị trí khá khó rồi. Và bây giờ Magis cần phải tỏa sáng như thế này. Chúng ta chờ xem Magis làm gì. Fiverr có một mạng rồi. Bây giờ Flash được ném ra. Fiverr đang đứng rất đẹp với sự cover từ người đội mình. Bây giờ Magis nằm xuống với Crimson. Một mình Fiverr. Vâng, Fiverr. Fiverr đổi được một. Và bây giờ Fiverr sẽ làm gì đây? Vâng, Fiverr. Và đó là giáp vô kia của Fiverr rồi. 16-14 đây là Optic Gaming. Và như vậy là Optic đã giành chiến thắng cho map thi đấu đầu tiên. Map thi đấu Inferno. Map pick của team Fnatic. Một trận đấu mà các viên của team Optic Gaming họ đã thay nhau tỏa sáng. Trong khi đó ở bên phía còn lại chỉ có một mình ZFLU là người thi đấu tốt mà thôi. Vâng, Green Z cũng là một người thi đấu tốt. Green Z là